Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý khán giả cùng đến với chương trình thời sự ngày mới trên kênh VTV Phú Yên Đài Truyền hình Việt Nam. Trước hết sẽ là một số nội dung chính của chương trình ngày mới sáng hôm nay, 26 tháng 1 2013. Phần tin tức với những tin chính. Nhân dịp Tết Nguyên đán, các địa phương tổ chức thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng vừa diễn ra hội nghị tổng kết 5 năm bảo tồn phục hồi giá trị kiệt tác di sản nhân loại, không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên. Giao thông 24 giờ với những nội dung chính, vé máy bay Tết còn nhiều nhưng không giảm giá, xây dựng đường tránh, cầu tạm tại cầu Cây Tra thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Đến với thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, du khách sẽ bắt gặp không gian biểu diễn nghệ thuật pha trà và mời trà của nghệ nhân Vũ Ngọc Trâm Anh. Gặp gỡ nghệ nhân Vũ Ngọc Trâm Anh sẽ là nội dung chính của cà phê sáng hôm nay. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên do đồng chí Đinh Thanh Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã thăm và tặng quà Tết cho các hộ gia đình chính sách nghèo, nạn nhân chất độc da cam dioxin tại các huyện Tuy An, Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, đồng chí Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đã thăm hỏi sức khỏe và động viên các hộ gia đình chính sách nghèo, hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam dioxin sớm vượt qua khó khăn, đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ đầm ấm, hạnh phúc và vui vẻ. Trong dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đã vận động quyên góp từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng 270 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Cũng nhân dịp Tết đến, lãnh đạo quân khu 7 và tỉnh Bình Thuận đã đến thăm tặng quà Tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Phú Quý. Trung tướng Phạm Văn Dĩ, chính ủy quân khu 5 và ông Nguyễn Ngọc, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã biểu dương sự nỗ lực của cán bộ nhân dân Phú Quý trong việc khắc phục khó khăn, chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng huyện đảo ngày càng giàu đẹp. Quân khu 7 và tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để xây dựng huyện đảo Phú Quý là một khu vực phòng thủ vững chắc, không chỉ giúp cho địa phương phát triển mạnh về kinh tế mà còn xây dựng khối đại đoàn kết giữa quân và dân ngày càng gắn bó. Thăm và tặng quà Tết các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên huyện đảo, chính ủy quân khu 7 lưu ý các đơn vị tổ chức tốt cho cán bộ chiến sĩ vui xuân đón Tết Quý Tỵ và triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh trật tự, giúp cho mọi người mọi nhà trên đảo đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và hạnh phúc. Chiều hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu về lễ hội đường sách thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2013. Với chủ đề sách và 54 dân tộc, lễ hội đường sách năm nay dành riêng một khu triển lãm thông tin tư liệu về đại gia đình 54 dân tộc Việt Nam với 223 tựa sách về hình ảnh, văn hóa, trang phục, địa danh, những di tích lịch sử liên quan. Điểm nhấn quan trọng trong lễ hội là không gian trưng bày các bản đồ, tư liệu, ấn phẩm phục vụ tuyên truyền về biên giới biển đảo Việt Nam với 207 tựa sách và 1.000 bản sách do Ủy ban Biên giới Quốc gia và Thư viện Khoa học Tổng hợp cung cấp. Lễ hội đường sách Tết Quý Tỵ 2013 hy vọng sẽ là một sản phẩm văn hóa đặc sắc, không gian giải trí thư giãn thú vị trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Khi thi công tu bổ di tích, cần ưu tiên sử dụng phương pháp thi công truyền thống, chú trọng bảo tồn các yếu tố gốc cấu thành di tích, bảo vệ cấu kiện trong suốt quá trình thi công tu bổ di tích. Đây là nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thi công tu bổ di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu tại Thông tư 18/2012 quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Hoạt động thi công tu bổ di tích được thực hiện dưới sự giám sát của cộng đồng dân cư nơi có di tích và tổ chức cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định về xây dựng, pháp luật về di sản văn hóa. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu ưu tiên bảo quản, gia cố, gia cường di tích trước khi áp dụng phương án tu bổ, phục hồi di tích, thường xuyên tham vấn ý kiến nhân dân, nhân chứng lịch sử, chuyên gia, nghệ nhân trong suốt quá trình tu bổ di tích. Tại thành phố Đà Lạt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm bảo tồn phục hồi giá trị kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại, đó là không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên. Tham dự hội nghị có Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các sở ngành, các nhà khoa học, nghệ nhân đến từ 5 tỉnh Tây Nguyên. Trải qua 5 năm với sự giúp đỡ, công tác chặt chẽ của chính quyền, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nghệ nhân đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã trực tiếp thực hiện các chương trình liên quan đến sưu tầm, nghiên cứu phục vụ cho nhiệm vụ bảo tồn. Tính đến thời điểm cuối năm 2007, tổng số cồng chiêng của các dân tộc Tây Nguyên có hơn 330 bộ, trong đó có gần 2.000 chiếc cồng và gần 3.000 chiêng, ngoài ra còn rải rác ở một số dân tộc trên địa bàn tỉnh Tây Nguyên. Đây là một vốn tài sản cần được bảo trì,
bảo tồn, duy trì và phát huy để phát huy hết hiệu quả, trở thành một kiệt tác phi vật thể của nhân loại. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh việc tìm hiểu số lượng cồng chiêng, số lượng nghệ nhân cũng như các chính sách tuyên truyền để bảo tồn, phục hồi giá trị của kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên là địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số ED đông nhất của tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, văn hóa cồng chiêng và những giá trị văn hóa truyền thống khác của đồng bào dân tộc thiểu số ED chưa được chú trọng đúng mức. Mô hình người dân góp phần cùng với địa phương tích cực bảo tồn giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc ED bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Một buổi tập đánh cồng chiêng của thanh niên xã Erôn, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Đây là những hạt nhân cho đội cồng chiêng của xã. Ban đầu, thanh niên trong buôn còn cảm thấy khá lạ lẫm khi được hướng dẫn đánh cồng chiêng. Nhiều thanh niên có thể chơi thạo một loại cồng chiêng, nhưng phối hợp hòa âm trong một dàn cồng chiêng thì còn khập khiễng, chưa nhịp nhàng, uyển chuyển. Thấu hiểu điều đó, nên già làng thường xuyên hướng dẫn động viên thanh niên trong buôn tham gia tập những động tác đánh cồng chiêng và đã được thanh niên trong buôn nhiệt tình hưởng ứng. Già làng dạy thích lắm, dạy đánh còng, đánh chiêng để mai này còn phục vụ cho lễ hội của làng. Biết đánh còng chiêng để giữ gìn nét văn hóa của bà con. Vận động thành lập đội còng chiêng, ai cũng nghe theo lời già, vì đó là bản sắc văn hóa của buôn làng. Xã Erôn chỉ là một trong nhiều địa phương tại huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên xây dựng đội cồng chiêng. Nhiều buôn làng tại huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên đã noi theo thành lập các đội cồng chiêng, tạo nên sắc màu văn hóa cho vùng miền núi Sông Hinh có đa phần bà con là đồng bào dân tộc ED sinh sống. Điều này có được là nhờ sự góp sức của người dân. Thực hiện đề án phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020 của chính phủ, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, nơi có số đông bà con đồng bào dân tộc thiểu số ED sinh sống, cũng đã xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc huyện Sông Hinh. Tiếp tục triển khai thực hiện cái đề án bảo tồn phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc là giai đoạn 2, từ năm 2011 cho đến năm 2015. Thì cái mà chúng tôi tập trung vào trước hết là bây giờ là làm thế nào phấn đấu trong cái mục tiêu đặt ra là mỗi thôn buôn là đồng bào dân tộc ED trên địa bàn huyện Sông Hinh là phải có một đội cồng chiêng. Cái thứ hai nữa là phải giữ gìn truyền khẩu được các cái làn điệu dân ca cũng như là cái hát khan của đồng bào dân tộc ED. Phát triển văn hóa thể thao trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xem là nhiệm vụ chiến lược lâu dài để đảm bảo cho một nền văn hóa Việt Nam phát triển bền vững, tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc. Và tỉnh Phú Yên đang thực hiện điều đó từ những mô hình nhỏ nhất cùng với sự góp sức của người dân. Chương trình sẽ tiếp tục với một số tin tức giao thông đáng chú ý. Ngoài cảnh sát giao thông đeo thẻ xanh, Bộ Công an cho biết cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, công an phường cũng được phép dừng xe vi phạm giao thông và xử phạt. Đây chính là thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an. Theo đó, thông tư 45 quy định không chỉ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra, mà nhiều lực lượng khác cũng được làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, trong đó có cả cảnh sát trật tự, cơ động, công an phường. Tuy nhiên, đối với những lực lượng này phải được sự đồng ý bằng văn bản của cấp có thẩm quyền như Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát, Cục trưởng, Giám đốc Công an, Trưởng Công an. Đại diện Vietnam Airlines cho biết hiện vẫn còn rất nhiều vé máy bay chưa bán được do năm nay ảnh hưởng của tình hình kinh tế khó khăn, nhiều hành khách không đặt mua vé máy bay để về Tết. Giá vé máy bay năm nay có cao hơn năm ngoái, nhưng không thể giảm dù lượng khách không nhiều, vì trong khoảng thời gian Tết xảy ra hiện tượng chênh lệch khách hai chiều. Trước Tết, các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra phía Bắc và miền Trung kín chỗ, trong khi chuyến bay ngược lại thường không có khách, và sau Tết xảy ra hiện tượng ngược lại, nên phải duy trì mức giá này để bù chi phí. Đến thời điểm này, chỉ tính riêng đường bay thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, trong thời gian từ 23 đến 29 tháng Chạp, vẫn còn hơn 11.000 vé, còn những đường bay đến các sân bay nhỏ đã có nhiều chuyến bán hết vé. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu khu quản lý đường bộ 5 chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên xây dựng đường tránh cầu tạm bên cạnh cây cầu Tra tại km 1349-450 quốc lộ 1. Công trình này phải hoàn thành trong vòng 1 tháng nên được triển khai theo cơ chế vừa thiết kế vừa thi công. Cầu tạm dài hơn 37m, rộng 7,5m, được làm từ dầm thép, cách cầu hiện hữu khoảng 15m về phía hạ lưu.
Như VTV Phú Yên đã thông tin, cầu cây tra trên quốc lộ 1 thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa bị lún nghiêng, gây mất an toàn giao thông cho các loại xe qua lại. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên phải gia cố bằng trụ tạm để phòng cầu bị sập, đồng thời cử người túc trực thường xuyên để điều tiết giao thông. Ngoài ra, đơn vị này cũng đang tu sửa cầu sông Ván tại km 1351-757 quốc lộ 1 thuộc xã Hòa Xuân Nam. Đây là điểm đen về tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 qua Phú Yên. Cầu được sửa chữa với kinh phí khoảng 1,9 tỷ đồng. Dự kiến việc sửa chữa cầu sông Ván sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết. Một số thông tin thời tiết trong khu vực ngày hôm nay sẽ tiếp nối chương trình ngày mới. Phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, du khách sẽ ngỡ ngàng khi bắt gặp không gian biểu diễn nghệ thuật pha trà và mời trà của nghệ nhân Vũ Ngọc Trâm Anh. Trong không khí thanh tịnh và tiếng nhạc du dương, bên chén trà xanh tỏa hương thơm, nhiều người như trút bỏ những bộn bề lo toan và bận rộn của cuộc sống đời thường. Năm 2008, chị được Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam công nhận là nghệ nhân pha trà trẻ nhất Việt Nam. Chị đã và đang có nhiều dự định để đưa nghệ thuật pha trà và văn hóa uống trà của người Việt đến với nhiều người, đặc biệt là du khách quốc tế. Trước tiên là rất cảm ơn Trâm đã nhận trả lời trong cái chương trình gặp buổi sáng của VTV Phú Yên, được công nhận là một trong nghệ nhân pha trà trẻ nhất của Việt Nam. Như vậy thì Trâm đến với con đường mà trở thành một nghệ nhân bắt đầu như thế nào? Em đến với nghệ nhân pha trà thì rất là may mắn cho em thôi, là khi đó là nhà em tham gia những cái hội chợ triển lãm về trà, thì các bác hiệp hội trà của Việt Nam ở ngoài Hà Nội chọn em và cử em đi qua bên Trung Quốc để học hỏi giao lưu với lại hiệp hội trà Trung Quốc. Lúc đó là em 14 tuổi, nhưng mà trước đó thì mình đã tiếp xúc với trà từ lúc nhỏ rồi. Cách pha trà của người Việt mình với lại là một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản thì có cái gì nó khác nhau nhiều lắm hay không? Cái cách pha trà, cái cách thưởng thức trà thì mỗi nơi, mỗi nước nước nó khác nhau. Chẳng hạn như là Nhật thì người ta pha trà không quan trọng cái hương vị cho lắm, nhưng mà người ta quan trọng cái cách uống trà, cái tâm uống trà, giống như là thiền trà. Còn Trung Quốc thì người ta đi về nghệ thuật nhiều hơn, về cái hương vị của trà nhiều hơn. Còn người Việt Nam mình thì là rất là đơn giản, làm sao mà để pha được một ấm trà ngon và có một người bạn để ngồi uống trà với mình là được. Để trở thành nghệ nhân rồi, như vậy thì em làm thế nào để đưa cái văn hóa trà cũng như người ta biết được cái nghệ thuật pha trà của Việt Nam đến với những người, đặc biệt là du khách? Thì tại vì trước đây thì Việt Nam mình thì chỉ có nổi tiếng về sản xuất trồng trà và làm trà thôi, mình chưa có mang lại cho người ta biết là mình cũng có nghệ thuật pha trà, cũng có ẩm thực về trà. Thì em muốn biểu diễn những cái nghệ thuật cho du khách biết những cái động tác rất là căn bản, giống như là rửa trà, chén trà và mời trà và uống, cách uống trà như thế nào, chứ không cần phải là mọi người không cần nghĩ là pha trà là phải cực kỳ, pha trà, uống trà ở bất cứ nơi đâu cũng được, kể cả đi du lịch, đi chơi mình cũng có thể mang một bộ ấm nhỏ nhỏ để mình uống. Gia đình có đến 4 đời gắn bó với nghề làm và chế biến trà, nên từ nhỏ Vũ Ngọc Trâm Anh đã được tiếp xúc với trà. Với đôi bàn tay khéo léo, mềm mại, những thao tác tinh tế uyển chuyển,
Thông qua nghệ thuật pha trà, Trâm Anh đã chuyển tải đến du khách thông điệp pha trà là cả một nghệ thuật, góp phần tạo nên sự phong phú trong văn hóa thưởng trà Việt. Nghệ thuật pha trà tinh tế của nghệ nhân Trâm Anh càng làm tăng thêm sức quyến rũ khi thưởng thức hương vị trà Plao. Với Trâm thì cái điều gì mà Trâm cảm thấy là trăn trở nhất để cho nhiều người họ biết về cái nghệ thuật pha trà của Việt Nam mình? Cũng có một chút, tại vì cũng mới có cỡ chừng 10 năm trở lại đây thì Việt Nam mình mới có một cái nghệ thuật thôi. Còn uống trà thì đã từ lâu đời lắm rồi, nhưng mà nghệ thuật thì mới gần đây, cho nên nó cũng khó khăn đối với em. Trong em nghĩ là bây giờ mình sẽ làm cách nào đó để nhiều người họ biết hơn về cái nghệ thuật pha trà cũng như là cái văn hóa uống trà của người Việt mình không? Thì em cũng sẽ mở những cái phòng, em có những cái phòng trà nhỏ, rồi em dạy những em nhỏ đó, rồi những cái cỡ chừng 10 tuổi, hơn 10 tuổi, nói chung là có một chút gì đó đam mê thì em có một cái phòng chè để mời tới truyền lại, chỉ lại và trao đổi về kiến thức về chè. Chương trình ngày mới sáng nay sẽ kết thúc với những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống đời thường, bộ ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Thanh Xuân, hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, phóng viên của báo Phú Yên. Đến đây thì chương trình ngày mới cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự tiếp theo trên VTV Phú Yên.